Kìa, nó luôn luôn chiều con Thúy Quyên. Con nhỏ sau này anh biết chắc chắn là nó sang hiếp chồng. Đàn ông các người á hay nghĩ xấu về các bà vợ lắm. Anh nói là nói về tính tình con gái của chúng mình chứ anh có nói động gì đến em đâu. Vì em là người vợ hoàn chỉnh nhất trên đời, làm sao anh nghĩ xấu được về em. Thế nên dẫu là một giám đốc giàu sang nhưng em luôn là hoàng hậu của anh suốt đời. Nè, nói thật đi chứ đừng bày trò nên. Với em thì anh luôn luôn nói thật mà. Thiệt không? Thiệt chứ. Luyến nè, theo em nên nhận xét ra sao về tánh nết của con Quyên nhà mình? Chứ còn anh thấy thì Thúy Quyên quá là cứng tắng. Ý anh thế nào thật tình em không hiểu. Anh nên nói rõ ràng sao gọi là cứng tánh. Nghĩa là nó tự đoán tự quyết chẳng kiêng ai và chẳng chịu phục tùng ai. Anh nhận xét về con cũng tin tưởng lắm. Em là mẹ nó nên em hiểu tánh nó hơn ai hết. Nói chung á, con Quyên nhà mình nó hơi kiêu, bản tánh kiêu kỳ không có lợi cho người con gái, có khi còn có hại khôn lường. Em biết tánh con như vậy, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tánh, biết làm sao bây giờ anh? Em nói đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tuy anh rất vui mừng hãnh diện khi con mình có một vẻ đẹp xinh, trắng da dài tóc, nhưng anh không khỏi phập phồng lo lắng gì Thúy Quyên nó lại là đứa con gái tự phụ. Nhưng em thấy ở Thúy Quyên á, ngoài cái tánh hơi kiêu, nó lại là một đứa con gái tốt. Đối với mình nó tỏ ra hiếu đạo, đối với bạn bè nó hết dạ thương yêu anh à. Rất may là con Quyên nó có được cái đức tánh đó đó, nhờ vậy mà anh thấy cũng yên tâm. À, bây giờ trở lại vấn đề cũ, anh muốn gả con Thúy Quyên cho thằng Việt, em nghĩ thế nào? Em đồng ý với anh thôi. Thằng Việt nó hiền lành dễ thương, từ khi nó vào làm thư ký cho xí nghiệp mình á, em đã chấm nó rồi. Nhưng không biết ý con Quyên ra sao nữa. Nó mà không ưng á thì chỉ có trời mới biểu nó ưng được thôi. Thôi trời tối rồi á, anh vô ăn cơm đi anh. À, ráng uống thuốc nha, bớt đau ngay. Em uống lần này nữa thôi à nha.